Ở nhà Trinh cũng có Brunnen dưới này hả? À, có giếng đàng hoàng hay nhỉ? Ờ, tốt. Đây, nướng chim này. Kia sao đây? Chim cúc câu. À, chim cúc. Đó, hả? Kia sao bạc mời hải sản đây này. Ở cây à, cây nhà đó hả? Cây nhà đó hả sao? Cây này cây nhà hay sao? Ăn đi, Nina. Und das Praktikum schon gemacht? Ah, okay. Bitte schön. Không văn tục chỉ vậy nhá. Chị nói lúc lấy rượu thịt thì không thấy quay đâu, thằng bé đã lấy máy của mình không quay được. Lấy rượu thịt đừng nói là con kia cho thịt nha. Này mua đúng không? Đời, hơi vậy? Cái nào bánh này mua đấy hả? Bọc lắm ăn đi. Nó thơm mùi cao cao. Cái này mua bánh này dạ. Ngon gì nè. Cái chuyện mà nhà nước này. Nhiều người nghĩ tới nhà nước nhưng mà đúng mà ai được cái này. Đúng mà ai được cái này nhiều cacao. Dạ cacao mà nó thì ngon. Minutsi, ta kiếp khai là minutsi. Minutes in. Ủa chứ không phải nghỉ có rất tinh thần hả? Dạ, nghỉ ở nhà không? Không làm gì hết đúng rồi. Nghỉ có việc làm nhưng mình muốn để nghỉ thì phải xin phép trước. Bao giờ nghỉ quá lâu đi chơi? Nhưng nghỉ bọn này nghỉ hè thì cũng nghỉ. Có về Việt Nam đi đâu này? Năm nay à, đi chơi cho biển chứ đâu. Đi Hà Lan đi, Hà Lan chơi gì? Hà Lan đi, Hà Lan có ai đi đâu? Sang Tây Ban Nha sao? Thì rủ mọi người đấy nè, cái Bắc Lâm cả thế rủ đi. Sang Tây Ban Nha đi đâu? Em định đi xuống Hamburg. Bữa trước anh đi đó. Cái nhỏ nó Hamburg phải đặt trước chứ, bây giờ Hamburg mà chưa đặt. Nhưng mà là chắc có bạn là người đi bắt cua, bắt cá. Chắc có bạn là người phải đi cùng với anh. Phải ấy, phải đi gia đình có con nít chứ. Đặt rồi, đặt ở Hamburg. Hamburg hả? Đặt phòng nhiêu ngày? Một tuần 700. Vậy cũng được rồi. Rẻ Phải đi đâu? Quan trọng bố mẹ có đi không nhá. Bây giờ trễ rồi phải đi. Nhà này rủ nguồn được một nhà nó đi xuống nốt xe ở quay Hoàng Buộc xa nữa 700-800 cây xa lắm, đặt phòng rồi đặt nhà nghỉ.
Không, từ qua nữa, đi xa lắm, qua Hàm Buộc xa nữa, gần Đan Mạch luôn, ngay bên dưới Đan Mạch sẽ vào. Có, à đây. Không, không, đi phun. Đi chỉ có cái lều thôi, đi cắm lều cho nên cái tôi biết xuống xe thì thế này à được camping đấy nhưng mà camping nhưng mà ngồi nằm ngủ với đêm trên xe thôi này. Không có sao mùa hè đi rồi đi rồi đêm thì lạnh lắm đúng cái lạnh này thì nóng lắm chết luôn buổi đêm lạnh là cái này của nó hả vui lắm em đi rồi đi ai cho nó ra đấy trên nó dùng mình bán thì mình lấy cái vợt để mất hết tông buổi chiều tám giờ tối nó chỉ cho mình nó bảo là cái chỗ này đó tám giờ tối mình tới đó nhưng mà cái vợt này nó hốt lên cái chỉ là tôi đi đó hả tôi đi bên đây một ngày hả một buổi tối à tôi hốt một xô wow một xô tôm có đi tiếng Bắc còn địa chỉ chỗ em tôi nhớ nhưng mà tôi có thể hỏi được à thế hôm nào hỏi cho xem cái địa chỉ đấy tháng năm đi tới đó chỉ camping thì có cái lều thôi à thế à chỉ cho là mình vô đó chỉ có cái lúc đó tôi đi á thì là chỉ có cái năm đêm bác được bác cứ ngồi sao được đấy xong rồi thôi xong rồi thôi tiền rồi Nina ngồi đấy Nina đấy cái năm cái mười euro đứng đấy ngồi đấy hay là hai đứa sẽ ngồi cái chỗ kia. Rồi Simon, time is speeding. Rồi Simon, time is chuyến speed plat here. Yeah? Vì hai kushe ek, yeah? Dạ xuyên. Ah, chuyến ek here, nè? Yeah, chuyến ek here. Mà sắc mặt tên cái dân hài dạ ừ, Henry đi đâu rồi? Thôi cùng đi tạm biệt đi. Qua rồi xóa bài xếp bài làm lại từ đầu có gì đâu. Rồi sẽ xếp lại thôi. Thôi, nghĩ làm sao? Thôi.
Thôi, cái là đời nó thế thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Wir wollen sehr lang Hause, ja? Okay, geh hin. Mai đi làm mà ăn. Ôi. Cháu bao nhiêu?